Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay chia sẻ về chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì trong cái live stream của chị ngày hôm qua là ngày 1 tháng 9 bị cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước phản ứng dữ dội về việc chị kể một câu chuyện một người ăn trộm đi ăn cắp chiếc xe đạp và đồng thời liên quan tới việc mà xin lỗi. Thì cộng đồng mạng phản ứng, quý vị khán giả cho rằng đây là một cái việc mà phát ngôn đi hơi quá xa của mình. Và hôm nay thì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chính thức lên tiếng xin lỗi. Thì bên cạnh đó có một lá thư của Linh Mục gửi, Phương Văn hôm nay xin phép chia sẻ tới quý vị khán giả. Thì sau một đêm, chắc có lẽ là cộng đồng mạng phát hiện và đồng thời lên án dữ dội những cái lời nói phát ngôn của mình. Có lẽ là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã đi quá xa, không nghĩ cái sự việc đó mà đem lên kể trong cái buổi live stream của mình. Thì đây là một cái việc mà mọi người trước đây đã từng thương mến, từng yêu doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà đâu đó thì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng sai thì họ cũng nói lên sự thật là họ không có đồng tình, không phân biệt tôn giáo và không phân biệt về chủng tộc. Đây là một cái điều mà phải nói là nhạy cảm trong cái thời điểm hiện nay. Thì ngay lập tức là ngày hôm nay doanh nhân Nguyễn Phương Hằng chính thức lên xin lỗi quý vị khán giả ạ. Mọi người cho rằng là doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trong cái buổi live stream của mình gần đây, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng nhắc đến là công giáo với lời lẽ không đúng chuẩn mực. Dù đây là câu chuyện nói cho vui nhưng nhiều người theo dõi thì họ không đồng tình, là cảm thấy là không hề hài lòng một chút nào về câu chuyện kể của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Bà kể câu chuyện tên trộm đến với một linh mục để xin tội. Như vậy thì khi mà ở bên đạo thì quý vị khán giả thấy là nếu như là có tội gì thì người ta đến nhà thờ để là xin tội. Thì cái câu chuyện này liên quan tới tôn giáo thực sự là nó cái đề tài rất là nhạy cảm theo quý vị khán giả. Thì bà kể như sau, tên trộm đến xin tội với linh mục. Thì anh này xin tội vì ăn cắp một chiếc xe đạp. Sau khi nghe tên trộm xưng là ăn cắp một chiếc xe đạp xong như vậy thì linh mục nhận ra rằng tên trộm ăn cắp chính chiếc xe đạp của mình, nên vị linh mục này nói tục chửi thề thằng ăn trộm một cách không thương tiếc. Nói chung là câu chuyện cũng dài dòng nhưng mà tóm tắt lại vài dòng thôi cho quý vị khán giả biết là một tên ăn trộm này sau khi ăn cắp chiếc xe đạp rồi đi đến linh mục chửi thề, thì người linh mục này đã biết cái người ăn trộm đã ăn cắp của cải tài sản của mình. Thì linh mục này ngay lập tức là nối tục chửi thề thẳng mặt người ăn trộm. Thì cái điều đó chắc có lẽ là khi mà kể đến đây thì mọi người nghe ra là cái câu chuyện hình như là hoang đường của vị khán giả đó. Thì cái câu chuyện kể vừa xong thì bà cũng còn khẳng định đây là câu chuyện nghe có thật nha quý vị đó. Thì cái lời kết của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng làm cho cộng đồng mạng trong nước cũng như ngoài nước, bà con theo đạo cũng như là không theo đạo, thì người ta phản ứng dữ dội trong cái câu chuyện kể của mình. Như vậy thì nói thật nhưng mà cái việc mà linh mục chửi thục, nói chửi thề, nói tục ngay lập tức trước mặt tên trộm như vậy thì liệu là có hay không? Nhưng mà thật sự ra là không ai làm như vậy đâu quý vị khán giả. Chắc có lẽ chị Hằng chỉ đi hơi quá xa. Mà dù cho trước đây mọi người ủng hộ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà việc nào ủng hộ là ủng hộ, việc nào sai là nói sai. Và cái người sai thì phải biết mình sai chỗ nào. Thì sau khi mà kết thúc live stream của mình thì cái điều này cộng đồng mạng phản ứng dữ dội và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã nhận ra cái câu chuyện mình nói đi quá xa là mình sai. Và cuối cùng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng lên để nói lời xin lỗi cộng đồng mạng trong nước cũng như là ngoài nước. Khi mà chia sẻ câu chuyện thì mọi người thấy rồi đó, nhiều người chỉ trích chị Hằng đã xúc phạm đến công giáo. Một linh mục thậm chí còn viết tâm thư cho nữ đại gia khẳng định câu chuyện bà Hằng kể hoàn toàn là bịa đặt và đưa ra những lý do. Thì sau đây Phương Văn sẽ chia sẻ cái bài viết của linh mục giống như là một cái tâm thư gửi cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng như sau.
thư gửi chị Phương Hằng. Chị Phương Hằng thân mến, chị khỏe không? Tôi biết chị là một doanh nhân, một đại gia rất giàu có và nổi tiếng với nhiều vụ bóc phốt, phanh phui tố cáo nhiều nhân vật nổi tiếng từ Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi đến Thủy Tiên. Những nhân vật này đều được nhắc đến trên sóng trực tiếp của chị. Sự thật về việc bóc phốt những nhân vật nổi tiếng này như thế nào thì tôi không mấy quan tâm. Nhưng mấy ngày qua, dân cư mạng đang loan truyền clip chị lên tiếng về bí tích hòa giải, bí tích giải tội trong đạo Công giáo chúng tôi. Mở đầu clip, chị kể câu chuyện bịa đặt về một tên trộm đến với một linh mục để xưng tội. Anh ta xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp. Sau khi nghe tin trộm xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp xong, linh mục nhận ra rằng tên trộm đã ăn cắp chính chiếc xe đạp của mình, nên vị linh mục đó nói tục chửi thề thằng ăn trộm này một cách không thương tiếc. Đây là câu chuyện bịa đặt ra để xúc phạm đến đạo của chúng tôi. Lý do tôi nói câu chuyện chị kể hoàn toàn là bịa đặt vì lý do như sau. Thứ nhất, nội dung xưng tội không thể tiết lộ vì đây là ấn tín tòa giải tội. Nếu linh mục nào tiết lộ sẽ bị xử phạt rất nặng. Và nếu linh mục không tiết lộ thì chẳng lẽ tên trộm lại tiết lộ tội ăn cắp của mình. Thứ hai, không có linh mục nào mà lại chửi thề, chửi tục trong tòa giải tội như thế. Mặc dù là câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhưng chị lại khẳng định rằng chuyện này có thật, nghe quý vị. Sau khi trong cái sóng live stream của mình vào ngày tối 1 tháng 9 thì bà Phương Hằng cho rằng là bản thân mình không có tư tưởng đã phá và câu chuyện của mình cũng không có ý nghĩa để là xuyên tạc. Tuy nhiên bà chủ Đại Nam vẫn công khai lên tiếng xin lỗi cộng đồng tôn giáo. Doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nói như sau: tôi đây không có ý nào, tôi không có tư tưởng đã phá nào, bởi vì bản thân tôi là một người rất là hồn nhiên, cha tôi là một người theo đạo Tin Lành và câu chuyện tôi kể không mang một ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu làm cộng đồng tôn giáo cảm thấy khó chịu, không vui thì tôi thành thật xin lỗi. Còn sự thật, trong tâm tôi không hề mang ý nghĩa gì cả và cũng không nói xấu về Công giáo. Đó là sự phân trần của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và chúng ta thấy là cái câu chuyện dù là ngắn ngủi chỉ vài giây trên sóng live stream của mình, nhưng mà bà Phương Hằng khiến những bộ phận là Công giáo cảm thấy rất là khó chịu về việc mà tín ngưỡng tôn giáo là quyền tự do của mọi người, thậm chí để đảm bảo và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo còn có luật tín ngưỡng tôn giáo ban hành, trong đó đề cập đến việc nghiêm cấm xúc phạm bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào. Và nhiều người cho rằng là phát ngôn của bà Hằng đã đụng chạm tới rất là nhiều người, những người theo đạo. Gần đây thì bà Phương Hằng đã bị cộng đồng mạng tranh cãi về vấn đề chia sẻ các câu chuyện tiếu lâm mà trong đó nhắc đến đạo Công giáo những lời lẽ không có chuẩn mực. Thành ra các câu chuyện này nó đã đi quá xa và nhiều người không hài lòng. Thậm chí là những người không theo đạo thì hầu như là họ cũng không bằng lòng. Mặc dù là trước đây họ rất là thương yêu và yêu mến chị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, tuy nhiên không phải lúc nào người ta cũng là bình phục được. Những cái gì mà chị Hằng làm sai thì tự chị Hằng phải chịu trách nhiệm. Và hiện tại thì doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng đã nói lời xin lỗi quý vị khán giả trong và ngoài nước, cũng như là tất cả những người theo đạo. Đó là những cái lời lẽ chia sẻ của chị Phương Hằng trong live stream của mình. Và cuối cùng thì chị nhận ra cái điều đó là chị đã đi quá xa và cuối cùng chị đã xin lỗi. Đối với những người theo đạo không hài lòng thì không nói, thậm chí có những người là bán rau cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm là không chấp nhận với tư cách là một người theo đạo. Như vậy thì quý vị khán giả thấy dù là theo đạo hay không theo đạo gì thì người ta cũng không có đồng tình, hài lòng với cái câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng kể trong live stream của mình. Đó. Dù theo đạo hay là không theo đạo, nhưng mà khi mà nói ra thì có cái sự là chế giễu trong đó. Thì
không lẽ là linh mục nào xin tội rồi ngay lập tức mình mất mát của cải tài sản mà mình không kiềm chế được, là mình chửi tục, mình chửi thề ngay lập tức như vậy, thì cái điều đó là thấy hoang đường quá, không thể nào mà chuyện đó xảy ra được quý vị khán giả. Cho nên lời kể của chị Hằng thì nó đã đi quá xa, xúc phạm đến đạo Công giáo. Có lẽ là câu chuyện này là hoàn toàn bịa đặt thôi, chứ là không có đúng. Nhưng không hiểu vì sao trước khi chị Hằng kể, chị Hằng không có nghĩ tới cái việc đó, nó đã đụng chạm. Đây là một cái vấn đề hết sức nhạy cảm về tôn giáo, mà kể câu chuyện này thực sự ra nhiều người khán giả cũng như là Phương Văn trước đây cũng từng mến mộ cái sự mà làm từ thiện của danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì cái việc của chị Hằng nói về mà xúc phạm tới tôn giáo như vậy thì có lẽ là tự chị Hằng cũng biết rồi đó, không ai binh vực được những gì. Ai có tội thì tự biết bản thân mình ha quý vị khán giả, kể cả danh nhân, ca sĩ hoặc là tất cả những người nổi tiếng như thế nào, thì dù mình có yêu mến họ nhưng mà mình cũng không thể nào đỡ cho họ được, vì ai vi phạm hoặc là ai có tội thì tự bản thân người đó biết mình ở cái tội nào, phạm những cái gì, thì người đó là đứng lên xin lỗi cộng đồng, và làm lỗi với ai thì xin lỗi tới những người đó. Và nhiều người cũng bức xúc câu chuyện là hoàn toàn bịa đặt, nhưng chị Hằng lại khẳng định chuyện này nghe là có thật nha quý vị. Cuối câu chuyện thì danh nhân Nguyễn Phương Hằng còn phán một câu chắc nịch: mai mốt đừng đi xưng tội nha quý vị. Đó, thì hai cái câu nói này phải nói là xúc phạm tới Công giáo rất là nhiều. Chị biết rằng là bí tích giải tội bên đạo Công giáo của chúng tôi là bí tích thiên thánh, để những người tội nhân sám hối và với Thiên Chúa để đón nhận ơn tha thứ và lòng thương xót của người. Thật tình, tôi không hiểu tại sao chị lại làm chuyện xúc phạm đến đạo Công giáo chúng tôi như vậy. Chị làm với mục đích gì vậy? Đó là sự chia sẻ của bà con cũng như là linh mục đã viết một cái bức tâm thư cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng hả quý vị khán giả. Nếu chị coi đây là chuyện vui, chuyện cười thì chị đã lầm. Tôi thấy chuyện này quá sống sượng, chẳng vui tí nào. Nếu chị cố tình bịa đặt câu chuyện xúc phạm đến tôn giáo để câu view, câu like thì không phù hợp với một danh nhân thành đạt ở độ tuổi 50 của chị. Hay đằng sau còn ẩn ý gì nữa chăng? Tôi không ghét chị, tôi chỉ buồn và tiếc cho chị trong lúc nguy nan của đại dịch. Thay vì chị dành thời gian để soi mói xúc phạm đến người khác, chị nên dành thời gian để chia sẻ giúp đỡ những người đau khổ bất hạnh. Tôi mong chị sớm tỉnh ngộ và công khai xin lỗi đạo Công giáo chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng tha thứ nếu chị biết thành tâm hối lỗi. Tôi rất mong chính quyền và an ninh mạng sớm giải quyết vụ việc xúc phạm đến tôn giáo này. Chúc chị sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Đó là lời chia sẻ của vị linh mục ha các bạn. Mong chị sớm nhận được bức thư này, thân ái. Đó, thì toàn bộ bức thư Phương Văn cũng đã chia sẻ tới quý vị khán giả rồi đó. Thì ngay lập tức là chị danh nhân Nguyễn Phương Hằng đã đứng lên nói lời xin lỗi tất cả mọi người đã theo tín ngưỡng tôn giáo, cũng như là những người trong nước và ngoài nước đang xem cái livestream trực tiếp của danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Thì thôi, ai làm có tội thì người đó tự biết công khai xin lỗi ha quý vị khán giả. Và mọi người cũng rất là hoan nghênh cái tinh thần hợp tác của danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Chỉ biết chỉ sai là chỉ lên chỉ xin lỗi ngay lập tức và không chần chừ và không do dự nha quý vị khán giả. Thì có hai cái bình luận trái chiều, một là không đồng tình, phản ứng dữ dội, và sau khi danh nhân Nguyễn Phương Hằng nhận lỗi xin lỗi thì cái điều đó đã đem lại rất là hài lòng cho tất cả những người quý vị khán giả đang xem cũng như là những người đang theo đạo Công giáo. Mọi người cũng dành lời khen cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng là biết mình đã sai thì sẵn sàng lên xin lỗi, không ngần ngại, không che giấu và không biện minh bất cứ cái gì. Cho nên điều đó cộng đồng mạng cũng cảm thấy là rất là vui, cũng là hỷ xả cho danh nhân Nguyễn Phương Hằng. Người ta nói sống trên đời này làm sao mà tránh khỏi những cái va vấp, làm sao tránh khỏi những cái lỗi lầm trong cuộc đời mình. Biết đâu được
cho tới tuổi già sức yếu mình cũng vẫn phải vướng vấp một cái gì đó, có những cái gì mà mình cảm thấy là không trọn vẹn. Thì nếu như ai cảm thấy là mình có lỗi ở đâu thì mình đứng lên xin lỗi ở đó, thì tất cả mọi người người ta cũng bỏ qua, người ta cũng là không chấp. Thì xin phép quý vị khán giả mình chia sẻ toàn bộ cái câu chuyện của danh nhân Nguyễn Phương Hằng sau khi cái bức thư của Linh Mục đã chia sẻ trên cộng đồng mạng. Thì ở qua đây thì chúng ta thấy là danh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng đã thành tâm đứng lên xin lỗi mọi người. Thì mong quý vị khán giả tiếp tục theo dõi câu chuyện, cập nhật về tin tức xã hội cũng như là tin tức hàng ngày. Mong tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng kênh Phương Văn, nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.